Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube Bình Ly Lý Khải Bình. Hôm nay thì mình dắt mấy bạn tới xem Queen và vùng Blessing để mình đi dạo Tết chấp đỉnh các bạn. Dạo này là mình đi làm 7 ngày, thành ra là mới giảm xuống còn 4 ngày, thành ra là mới có rảnh chấp đỉnh dắt má mình đi chơi. Chào mấy bạn, hôm nay rồi mình dắt má mình đi flexing trời. Mình qua tới flexing rồi mấy bạn. Ở đây là đồ uống cho bạn. Tết. Đây Tết thì mấy cái gian hàng nhỏ nhỏ họ cũng bán đồ Tết rất nhiều, bông. Bông rồi lì xì nữa mấy bạn, lì xì bánh tổ cũng tùy khu, mình không có quen thuộc khu khuyên lắm, thành ra là mình chỉ đi mấy con đường chính thôi, mình đi con đường men là đường chính của khuyên ở Flushing, đường chính trang thờ ở Flushing. Có bán đồ tết nha mấy bạn. Hôm nay tết cọp ra người ta bán cái hình tượng cọp nhiều mấy bạn. Bây giờ mình đi ăn lẩu. Thì cái lẩu này nó tên là Spring Sabu Sabu. Nó bán lẩu và rau rất là nhiều. Nhiều rau lắm mấy bạn. Mình đi chủ nhật á, hôm nay đậu xe cũng dễ, rồi mình đậu gần thôi. Mới đầu mình định đi ăn điểm sống nhưng mà thôi, mình đi bộ qua bên cái lẩu này. Lẩu này thì họ bán có 18 đồng cơ bản thôi. Mình kêu một cái súp cá dashi, súp cá Nhật các bạn. Dashi thì họ nấu mực với lại một cái súp cay spice, spicy pork bone. Này súp cay của Trung Quốc, của người Hoa. Rồi rau củ thì họ có tới gần 20 loại rau củ. Salad rồi mấy bạn thấy đủ thứ không? Ở trong này họ có bật nhạc hơi lớn đó, thành ra là mình tạm thời mình phải tắt nhạc gì. Tắt nhạc ở trong này, tắt âm thanh ở trong này vì lý do bản quyền, mình về mình thu lại thôi. Rồi nấm, ở đây là có rất là nhiều nấm. Mấy bạn lấy, bạn nào thích ăn rau là lấy vô lấy thoải mái luôn, bồi hồi viên. Nếu mà mình kêu thêm mấy phần thịt đó thì khoảng từ 5 cho tới 8 đồng phần thịt. Thịt thì có thịt bò, cá với lại tôm. Thì mình ăn vậy thôi. Rồi có khoảng chục loại mì mấy bạn, mì rồi bánh tổ này nọ nữa. Bánh tổ nó cắt lát mỏng mỏng á. Hôm nay mình trang trí cái dĩa rất là đẹp nha. Bỏ vô. Má mình khoai ăn cay, thành ra là ăn lẩu cay.
Khoai môn chơi vô. Nấm nữa, bỏ nhiều nấm vô. Cái tay quay mình mới mới mua, thành ra nó không có điều khiển, không có mới thử máy lần đầu, mấy bạn thông cảm ha. Mới đầu quay còn chưa biết quay 4D nữa, quay thường. À, nhà hàng này họ trang trí rất là đơn giản, mấy bạn thấy mấy cái sợi dây cáp treo mấy cái cục đá lủng lẳng không? Xong rồi họ căng ra làm thành cái bình phong tạm thời. Trang trí đơn giản, không có cầu kỳ mắc tiền quá. Mình bỏ thêm bí đồ vô cho nó ngọt mấy bạn. Đúng ra 18 đồng mình ở nhà mình mua 18 đồng rau là ăn thấy màu luôn đó, nhưng mà thôi mình đi ăn ở đây để mình ăn với lại người lạ. Còn nhà mình ăn lấy người nhà không à, ở đây mình ra mình ăn được ăn với người lạ bỏ ra 18 đồng. Đó, mới đầu mình bật số 3 lên cho nó sôi mấy bạn. Xong rồi giảm xuống số 1 để nó đừng có bị cạn nước. Đó, đợi một chút là mình gấp ra cho nó ngồi nguội rồi bỏ đồ mới vô. Hoàn thôi mấy bạn. Lúc này là cái cây quay tự động nhưng mà mình chưa biết chỉnh vị trí, thành ra nó hơi không có được khung hình, nó không có được đẹp lại bao quát lắm. Này có luôn kim chi các bạn ơi, kim chi vừa dai vừa giòn nha, vừa cay vừa giòn, vừa cay vừa giòn. Cải, bắp cải tím, bắp cải xanh, bắp cải trắng, đủ thứ hết. Này là cái viên, cái viên chiên xong rồi bỏ vô nấu lẩu. Viên có gì cá, viên có gì tôm, nhiều khi có ít trứng cá chổng ăn nó bập bập nữa. Này đậu hũ mà nó có đậu hũ, nó có trộn cá chổng bạn, đậu hũ cá chiên. Bây giờ là mình nâng cao tay gài với bạn, mình biết chỉnh rồi, mình chỉnh cái khung hình nó xa đẹp chút để cái cây quay này nó tự động focus luôn mấy bạn, tự động focus với lại tự động follow. Má mình bật nước dữ quá rồi, giờ nó rút nước rồi, phải người ta châm vô thêm. Có gì chúc mấy bạn năm mới vui vẻ ha. Mấy bạn vui lòng để lại comment với lại subscribe, share, ủng hộ video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo ha. Năm mới phát tài, năm mới phát tài.